Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Mặt Trăng lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi nhá, rất là VIP, rất là đẹp nhá. Đấy, lô này sẽ lô chữ N, sẽ gồm có những hệ máy là Makita này, Echo này, Singu này, Sidewa và Estin cho bác nhá, rất đẹp luôn các bác nhá. Đầu tiên thì bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhá, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Sản phẩm các bác cưa xích bên em sẽ gồm bao món theo kèm rốt Tito Vít các bác nhá. Đó, bên em bán hàng có ship hoàn toàn quốc và tất cả sản phẩm em sẽ bảo hành là 9 tháng. Là nòng điện là bơm nhớt cho các bác nhá. Rồi em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay cho các bác nhá. Để đầu tiên con N1 ngày hôm nay. N1 ngày hôm nay thì em xin phép giới thiệu các bác con máy đến từ thương hiệu của Makita nhá. Con này là Makita, mã của nó này MDE4040. Máy được trang bị công suất tầm trung nhá, 40cc nòng 40 ly. Hạ cây đứng cắt kiểu là cắt vanh gỗ tầm đường kính 45-50, rất mạnh nhá, 40 ly luôn các bác nhá. Con máy này thì cho các bác đi cắt bán chuyên nghiệp. Đó, các bác muốn mua con máy mà hàng ngon bổ rẻ thì có tham khảo con này. Con này thì có xả áp này, đời này có xả áp nhá, đến từ thương hiệu của Makita, phải nói là cực kỳ lớn mạnh rồi. Mặt tiền này rất đẹp luôn các bác này. Đó, máy này bơm xăng phụ chưa có hết nhá. Trọng lượng máy con này là 5 kg thôi, 5 kg. Lam của nó mặt cắt là 35-40, xích là xài xích chung 91. Con này đời này xài bao êm, bao bền và bao loại xăng cho bác nhá. Con N1 ngày hôm nay giá 1,6 triệu thôi, bao phí ship cho anh em. Đấy, giá 1,6 triệu. Các bác nào muốn con máy mà ngon bổ rẻ nhá, tiết kiệm thì các bác tham khảo con này, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Con số 1, 1,6 triệu bao ship, test nổ này. Đấy, chạy rất êm luôn. Đây 1,6 triệu bao phí ship cho anh em nhé. Tiếp theo đến con số 2 ngày hôm nay thì em có con tay cụt đến từ thương hiệu của Makita nữa, một cái dòng máy cho các bác leo trèo tỉa cành, cắt củi gia đình, cắt xung quanh vườn nhà. Đặc biệt các bác nào muốn mua một cái hệ máy mà xài bền loại xăng. Đấy, con này thì máy đến từ thương hiệu của Makita nữa nhé. Con này là Makita MDE331 này, đặc biệt thì máy còn quá mới luôn cho anh em, máy còn quá mới nhá, trên 90%. Đó, đỏ tươi này. Trọng lượng con máy này là đi 3,8 kg nhá. Máy thì chuột giật trợ lực này, thắng xiếc bơm xăng phụ là đủ cả cho các bác nhá. Đó. Thì lam của nó này, lam của nó theo máy là cái lam mặt cắt là 35-40, xích chung 91. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. Máy này thì cắt gia đình, cắt leo trèo tỉa cành, cắt xung quanh vườn nhà. Các bác mà có tuổi rồi, mình muốn xài những hệ cưa, thứ nhất là máy nó nhẹ nhàng cho các bác dễ dàng di chuyển, thứ hai là cắt làm sao cho nó lợi xăng thì có tham khảo nhé. Đấy, con N2 ngày hôm nay giá là 1,9 triệu là bao phí ship cho con tay cụt các bác nhé. Đó, máy này em quay chi tiết luôn cho các bác nhé. Đó, rất là chi tiết luôn nhé, rất đẹp luôn các bác này. Đó, rồi ok, con N2 1,9 triệu là bao phí ship cho anh em. Em test nổ con N2 cho các bác luôn nhé. Máy chạy 2 bạc nhá, cho nên các bác cắt tải thì nó rất là nhanh. Khi vào tải nó cắt rất là khỏe, giúp máy nó khi tải nó rất là khỏe, chạy 2 bạc nó rất là khỏe, cắt nhanh hơn và sắc hơn các bác nhá. Rồi con N2 ngày hôm nay 1,9 triệu trong con tay full Makita, quá đẹp cho các bác nhá. Giá là 1,9 triệu bao ship. Tiếp theo đến con N3. N3 ngày hôm nay thì em có con cưa đến từ thương hiệu của Echo, một cái hệ máy của anh em miền Tây. Hệ này thì cắt cho các bác nào mình muốn mua con máy mà tầm phân khúc tầm 2 triệu, máy khỏe, chạy trâu bò thì các bác tham khảo con này. Con này là 33cc, nòng 39 ly. Hệ này thì thích hợp cho các bác nào cắt cái tầm thời gian từ 10 đến 12 tiếng một ngày nhé. Có nghĩa là các bác làm việc mà công suất rất là cao, cường độ công việc rất là cao thì các bác có thể tham khảo đến con 332 này. 332 này trọng lượng máy là 5 kg, lam theo máy là cái lam mặt cắt là 35-40, xích chung 91. 332 này, hệ này thì nó mạ một cái lớp mạ rất là dày trong cái bộ nòng nó, cho nên là giúp các bác xài máy một cách rất là bền các bác nhé. Máy móc thì zin nguyên bản từ A đến Z luôn, nó cắt keo quế mỡ xoan xiếc này, là
dừa riếc là vanh gỗ tầm đường kính 40 là các bác cắt con này. Mà các bác cần cái cường độ công việc cao, các bác cắt con này rất là hợp lý luôn. Đấy, tua của con máy này rất là lớn nhá. Đấy, bỏng tua rất là lớn. Rồi, con số 3 giá 2 triệu là bao phí ship cho anh em nhá. Em test nổ con 332, nếu mà phân khúc 2 triệu các bác chạy con này phải nói là vô địch thiên hạ luôn về cái độ trâu bò luôn. Đó, rất là bền, rất là lì đòn nhá. Test nổ này. Giá 2 triệu một con này thì phải nói hết bài luôn. N3 giá 2 triệu bao ship nhá. Tiếp theo đến con N4. N4 ngày hôm nay thì em có con máy là Echo 362, thêm một con máy nâng cấp của con 332 này. Con này là 36C này, lòng 40 ly nhá. Con này trọng lượng máy là 6 kg. Con này thì cắt khai thác tầm trung, xẻ siêu cực kỳ là ngon. Hệ này thì như em nói rồi, nó hệ 332. Con này hệ này là rất là trâu bò. Con này thì là 36cc, lòng 40 ly, trọng lượng máy là 6 kg. Đi theo máy là cái lam Latin này, cái lam Latin tản nhiệt là mặt cắt là 35-40, xích là xài xích chân 325 luôn. Lam Latin theo máy nhá, xích rất là dày, cực kỳ là đẹp nhá. Đó, ok. Thì con N4 ngày hôm nay cho các bác đi khai thác tầm trung. Con này thì cắt vanh gỗ tầm đường kính 45-50. Đấy, con này thì giá 2 triệu rưỡi nhá. Còn 3362, còn 362 cắt cực kỳ trâu bò luôn. Test nổ con N4 cho các bác này, Echo 362, chủ giật của nó, chủ giật trợ lực luôn, giúp các bác giật nó rất là nhẹ. Và cái hệ này hơi ám của nó nhá, lúc nào nó rất là căng, nghe rất là phê luôn tiếng máy khi vào tải cắt siêu khỏe. Đấy, các bác nhìn này, hơi ám rất là căng nhá. Nhẹ phát nổ luôn. Bảo phí ship nhá. Rồi tiếp theo N5. N5 ngày hôm nay thì em có con máy Singu cực kỳ đẹp nhá. Con Singu cực kỳ đẹp. Con này là mã của nó SV3520 đời 4 số nhá. Con này thì rất đặc biệt luôn. Máy thì vừa tích hợp van xả áp và vừa tích hợp trụ giật trợ lực lớn cho các bác nhá. Tức là khi bình thường các bác đóng van xả áp vào rồi thì giật nó rất là nhẹ rồi. Thêm nữa con này tích hợp thêm cả trụ giật trợ lực lớn này, giúp mà cái độ mà vận hành máy nó sẽ trơn tru hơn. Và đặc biệt thì cái con máy này thì nó rất là mới, đời rất là cao đó, cho nên nó tích hợp full chức năng luôn cho anh em. Máy thì được trang bị sắt là 35cc nhá, lòng 40 ly, lòng 40 ly đó. Máy quá mới này, các bác nhìn cái mặt tiền nó này đó. Còn quá đẹp luôn nhá. Đây, bố bọng này, chưa cháy luôn nhá. Trọng lượng máy con này là 5 kg. Máy này thích hợp cho bác cắt hạ cây đứng là tầm trung, cắt vanh gỗ tầm đường kính là đi 40-45 là các bác xài con này phải nói là tuyệt vời luôn. Máy rất đẹp luôn nhá, như chưa xài luôn, trong chóc tí sơn này thôi. Con này chắc nó chỉ cắt được vài lần thôi các bác nhá. Đó. Con này thì trọng lượng máy nhá, trọng lượng máy con này là đi 5,5 kg đến từ thương hiệu của Singu, trụ giật trợ lực lớn này. Các bác nào xài những con có trụ giật trợ lực lớn này phải nói là cực kỳ sướng. Con máy này phải nói hơi hám bên trong, em bảo các bác đẹp đến 95-97%, nguyên sọc vườn ngang. Siêu VIP siêu mới luôn các bác nhá, siêu VIP siêu mới luôn. Rồi ok, con N5 ngày hôm nay giá của nó là 2 triệu rưỡi nhá, là bao phí ship cho anh em. 2 triệu rưỡi bao phí ship máy này, xuất sắc khỏi bàn luôn nhá, khỏi chê luôn. Đó. Ok, con này giá 2 triệu rưỡi bao phí ship này, test nổ này. Đây, đây ra đây. Chúng là giật cực kỳ siêu nhẹ luôn, giúp cái độ nhẹ đổ cực kỳ cao. N5 giá 2 triệu 500 ngàn là bao phí ship cho anh em nhé. Rồi tiếp theo này, con N6 này. N6 ngày hôm nay thì em có con máy đến từ thương hiệu của Shiowa. Con này là Shiowa. Nói đến thương hiệu Shiowa thì các bác đều biết rồi, nó máy cưa này, máy cắt cỏ hay là máy phát điện hay động cơ nông ngư cơ, nó xài được siêu chất luôn. Nó thương hiệu hàng đầu số 1 của Nhật Bản rồi. Con này thì Shiowa 360 đời này phải nói là xài bao bền luôn. 36C lòng 40 ly. Con này thích hợp cho các bác đi cắt phân đoạn này,
cắt tầm trung này. Các bác cần một con máy trọng lượng vừa phải mà phải nói là đảm bảo cái vòng tua cực kỳ lớn, chạy cực kỳ lợi xăng, cực kỳ bền. Đấy thì các bác tham khảo nhé. Con này là 36cc nòng 40 ly, trọng lượng máy của nó trên 5kg. Lam của nó lam Latin bản to này, lam Latin bản to, mặt cắt là 35-40 nhá. Con này các bác cắt banh gỗ tầm đường kính này 45-50, cắt một cách rất là nhanh, rất là mạnh luôn, rất là lẹ nha các bác nhá. Con này thì chụp giật trợ lực này, con này thì được trang bị suất là 36cc nòng 40 ly. Thì cái hệ COA thêm nữa thì những cái phụ tùng kia của nó cực kỳ là nhiều, cực kỳ là nhiều luôn, chạy cực kỳ là bền, cực kỳ lợi xăng. Đó, nói chung là tất cả những hệ máy bên em, em đang kinh doanh thì bên em sẽ đầy đủ phụ tùng cho các bác nhé. Đấy, cái anh em thợ đang lên hàng đóng hàng các bác này, máy móc thì nhà em rất là nhiều, các bác yên tâm luôn, phụ tùng cũng ở sẵn cho các bác luôn nhé. Bảo hành là 9 tháng đóng điện tốt nhất cho các bác luôn. Con N6 ngày hôm nay, con 360, giá là 2.700.000 là bao phí ship nhá. Con này xài cực kỳ vip luôn. Test nổ con N6 cho các bác này, test nổ N6 luôn này. Tua này rất lớn luôn nhá. Ship nhá. À, siêu chạy không làm các bác thất vọng. Rồi tiếp theo con N8 này, N7 này. N7 ngày hôm nay thì em có con cưa Echo, con cưa Echo, một con cưa chuyên dụng cho các bác dân leo trèo tỉa cành chuyên nghiệp nhá. Con này phải nói là một trong những hệ máy cưa phải nói là cực hệ máy cưa tay cụt nó được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay rồi. Em có con ECS300T này. Con này là được trang bị suất là 30cc này, nòng 37 ly. Máy này chạy cắt cực kỳ sướng nhá. Nó cắt rất là ngọt. Và đặc biệt thì khi các bác làm những công việc đeo trẻ tiểu cành, các bác dùng những con này thì giúp cái chụp giật lực của nó nhá, giúp máy vận hành một cách siêu nhạy nổ luôn, siêu nhạy nổ luôn. Trọng lượng con máy này rất là nhẹ, 3.5kg lam xích này, như chưa xài luôn cho anh em nhá, như chưa xài bô bọng này. Quá xuất sắc nhá. Lam của nó mặt cắt là 35-40, xích trung 91. Máy này quá đẹp luôn nhá. Con này thì phải nói thuộc cái hệ Echo Grand, chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả những tem mác bên cửa hàng nó này nó vẫn còn nhá. Đó. Rất là đẹp luôn. Con này máy móc đẹp đến 95%, hàng thiếu luôn cái thùng cho em. Thắng xích thắng xiếc đủ cả cho các bác nhá. Hệ này thì nói chung là những cái bác nào tìm hiểu nhiều về máy cưa sâu, máy cưa, hay là các bác muốn tìm kiếm con máy mà cắt leo trèo tỉa cành chuyên nghiệp, dân chuyên dụng hay dùng, hay đơn thuần các bác muốn xài con máy xài gia đình siêu vip, thì các bác đều biết đến cái dòng này nhé. Các bác tìm hiểu sâu về các bác đều biết cái dòng này, đó là một cái dòng máy tay cụt phải nói là được ưa chuộng nhất trên thị trường này này. Xài siêu sướng và siêu mượt và trọng lượng siêu nhẹ, cắt siêu khỏe nha các bác nhé. Rồi con N7 ngày hôm nay, con này thì siêu vip rồi, giá 2.4 triệu, siêu phẩm ngày hôm nay cho các bác nhé, bao phí ship cho các bác luôn. Đây em test nổ con N7 cho các bác này, dây giật này các bác nhìn, dây giật này trắng tươi nhá, và trắng tươi không, ta bật lên này. Siêu phẩm luôn nhá. Con này giá 2.4 triệu bao phí ship nhá. Rồi tiếp theo, cuối cùng con N8 và N9 thì em có hai con máy đến từ thương hiệu của Estin, là thương hiệu cưa số 1 của thế giới cho các bác luôn á. Số 1 của thế giới. Thì đầu tiên con N8 này thì em có con Estin là 020 nhá. Tất cả đều là made in Germany cho các bác nhá, hàng siêu vip luôn, siêu tuyển luôn. Con này thì cho các bác đi cắt khai thác tầm trung, cắt đường kính vanh gỗ tầm đường kính 45-50 thì rất là sướng. Estin thì nó chạy tua rất là khỏe, rất là bốc và chạy rất là bền và lợi xăng. Máy móc thì Estin lúc nào nó full chức năng cho anh em rồi. Thắng xích này sẽ đủ cả cho các bác. Lam của nó mặt cắt là 45-45, xích là xả xích trung 91 nhá. Đó, mặt tiền này còn chưa trời luôn nhá. Quá đẹp luôn nhá. Trọng lượng con máy này là 5kg,
Con này thì tua rất là mạnh rồi, cắt tải rất là nhanh. ST lúc nào nó là rất là đỉnh cao rồi, thương hiệu số 1 của thế giới rồi. Các bác nào muốn một con máy mà phải nói là mình cẩn thận nhất, cầu kỳ nhất, đó kiểu là khó tính nhất thì các bác hãy chọn ST cho em. Chạy không phải nghĩ luôn rồi. Con này thì N8 này, con này giá 3 triệu cho các bác nhé. Bao phí ship này, ST 020 40cc là 4 ly. Test nổ con N8 cho các bác nhé. Con này giá 3 triệu bao phí ship. Ok, cuối cùng con ST021. Con ST021 thì các bác nào mà hay xem những clip vua khỉ các kiểu thì quá quen thuộc. Con này dẫn cánh hay dùng nhá. Đó, con cưa chuyên kiếm tiền. Đó. Con này ST021 40,2cc là 40 ly. Trọng lượng máy con này là 5kg nhá. Đấy, máy móc này. Đẹp, tươi luôn. Lam của nó mặt cắt là 40, lam 45 xích là sải xích chung chung một các bác nhá. Rồi, con này thì ST021 nhá. Con này thì giá là 2.600.000 là bao phí ship, máy quá VIP này. Đây. Quá đẹp luôn cho anh em nhá. Khỏi chê luôn. Khỏi chê luôn cho em. Đó. Rồi, con này có bơm xăng phụ này. Đó, thì các bác vận hành các bác lưu ý giúp em nhá. Là các bác ấn vài phát ở đây. Đó, khi các bác đổ xăng vào thôi, còn bình thường nó đang vận hành bình thường thì các bác không phải ấn nhá. Đó. Đáng chiếc đủ cả này. Ok, con N9 cuối cùng ngày hôm nay 3.600.000 nhá. Là bao phí ship cho anh em, test nổ cho bác này. Con này thì bao đẹp luôn, máy quá xuất sắc. Cùng ngày hôm nay là 3.600.000 bao phí ship cho anh em. Đó rồi, ok. Thì em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Anh em quan tâm sản phẩm thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng nhá. 0976 12370. Xin chào tất cả mọi người.